huấn luyện viên Trossier đưa Công Phương lên tập cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ U18 Việt Nam Nguyễn Công Phương được huấn luyện viên Philippe Trossier đưa lên tập cùng đội tuyển quốc gia. Trong buổi tập tối qua, mùng 5 tháng 10, đội tuyển Việt Nam xuất hiện một cầu thủ mới. Không có trong danh sách triệu tập 33 người cũng như nhóm 5 cầu thủ trẻ ban đầu được đưa lên tập cùng, đó là tiền vệ Nguyễn Công Phương. Công Phương hiện đang tập trung cùng đội tuyển U18 Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải giao hữu tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên Philippe Trossier đồng ý cho Công Phương tập cùng các đàn anh theo đề xuất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để cầu thủ này có thêm trải nghiệm. Công Phương là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam, từng là thủ quân các đội tuyển U16 và U17 quốc gia. Cầu thủ người Hải Dương sinh năm 2006, khoác áo câu lạc bộ Viettel và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng triệu tập Công Phương lên đội tuyển Olympic Việt Nam trước ASEAN 19. Như vậy, cầu thủ này không có tên trong danh sách tham dự giải. Huấn luyện viên Trossier đồng ý cho Công Phương lên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam một phần do chưa có đủ quân số. Những thành viên của Hà Nội SC và câu lạc bộ Hải Phòng chưa có mặt do bận thi đấu cúp châu Á. Trong khi các cầu thủ của Thanh Hóa và câu lạc bộ Công an Hà Nội đang chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia diễn ra hôm nay mùng 6 tháng 10. Do đó, huấn luyện viên Trossier gọi thêm 5 cầu thủ U20 là Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quang Huy để tập cùng các đàn anh trong những ngày đầu. Nhóm 5 cầu thủ bổ sung này không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam. Ngày mai mùng 7 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số. Ngày mùng 8 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Trossier lên đường sang Trung Quốc thi đấu giao hữu với đội chủ nhà ngày 10 tháng 10 và gặp Uzbekistan ngày 13 tháng 10. Tiếp đến, đội tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc và đã giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này ngày 17 tháng 10.